ăn cơm chưa? Có ai đang đi đánh cầu không? Anh em cùng vào xem đây để học hỏi nhá. Cầu ngoài sân 7, 6, 6, 3, 2 người đang xem nhá. Đây là trận đấu giữa anh Tuấn Anh, Tuấn Anh Bắc Ninh và anh Minh. Tuấn Anh Minh gặp Hưng Con Đức. Chào Đức Kiện Sport. Chào 40 người đang xem. Anh em nào đang đánh cầu lông giúp em chia sẻ video này cho nhiều anh em vào đây học tập đi. Mọi người chia sẻ video giúp em đi, chia sẻ video lên chợ của cầu tốt. 8-6. Cầu tốt. Chào Bảo Long nha. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nha. À, thật sự là anh Tuấn Anh giã rất nặng, vẫn thủ được, vẫn còn. Uầy, vẫn còn thủ rất hay anh, vẫn còn. À, chào Ngọc Lan nha, Ngọc Lan cơn chưa. Chào Dũng Tô nha, chào tất cả anh em. Anh em mỗi người giúp em chia sẻ với nhau một lần đi. Vào đây xem, đây là trận đấu giữa Tuấn Anh Bắc, Tuấn Anh Minh và Hưng Con Đức. Đây là những tay vợt hàng đầu của tỉnh Bắc Ninh nhá, cũng như là phong trào bàn chuyên nghiệp luôn, phong trào. Chào Trần Quang Nhật. Chào 70 người xem. Mọi người chia sẻ lên 100 người xem đi. Ui, cầu ngoài sân. Vạn Trường quá hay. Hưng Con đánh cực kỳ hay luôn. Em chào, chào Định nha. Mọi người, mỗi người giúp em chia sẻ một lần đi. Để lên hơn 100 người xem nào. Quá hay. Dã quá. Vẫn còn. Ui, đôi bên kia là đôi xem một người 99, một người 97 nhá. Vẫn còn. Hay thế nhỉ. Ui, hay chưa. Vẫn còn. Quá hay. Chào Tuyết nha, chào anh em, chào 8 người anh xem nhá. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhá. Chúc anh em mỗi người chia sẻ video một lần đi, lên chợ nhá. Chia sẻ lên chợ của Long đi. Ui. Khó thế nhỉ. Em chào Thắng Bụi, chào Thu Thảo. Dạ. Nhà thi đấu Hợp Đăng ơi, không phải, đây là nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh. 99 với 97 nhá. Hưng Con 97. Còn Đức Con là ui. Em chào anh Cường ạ, chào 90 anh xem, mỗi người chia sẻ với em, chia sẻ video lên hơn 100 người xem đi. 12 14. Còn tốt. Anh Tuấn Anh đang đánh 88D. Chào Cao Chiến nha. Chào anh em. Chào Việt Tiến nha, chào Sĩ Đan. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nha. Có Chiến ơi, vừa đánh xong Chiến ơi. Em chào anh Linh. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nha. Lâu lắm mới được đi đánh cầu. Quá hay luôn. Chào Nguyễn Mạnh nha. Mỗi người, anh em giúp em mỗi người chia sẻ video một lần đi. Chia sẻ video một lần lên chợ Cổ Lông đi. Em chào anh Việt. Anh Việt có vào quyết chiến với đội nào anh Việt? Chào
Dương Tuấn Phong nha. Vẫn đập quá hay. Minh Vũ đợt này không phải đâu em ơi. Đánh với đội hay thì mình yếu hơn là chuyện bình thường. Chào 75 người đang xem. Vẫn còn cổ tay của chúng con rất khỏe luôn. Em chào anh Sơn Hồng Nguyễn. Chào 60 người đang xem. Chúc tất cả mọi người buổi tối vui vẻ nha. Lâu lắm rồi không được livestream cho mọi người. Được còn rất nhanh. Vui. Chào em chào anh Thịnh. Anh Thịnh có vào quyết chiến rồi này anh Thịnh ơi. Anh Thịnh khỏe không anh Thịnh ơi? Chào 83 người đang xem. Mỗi người chia sẻ với em chia sẻ video một lần lên chợ đi. Anh Thịnh ơi, đây là sân nhà thi đấu Băng Ninh này ạ. Đây là sân nhà thi đấu Băng Ninh. Chào Nguyễn Huy nha. Anh Thịnh béo rồi, khỏe không? Ông trùm Điện Biên. Đúng lắm em ơi. Sân này rất là đông mà sân này toàn người đánh hay rồi. Toàn những tay vợt đánh hay. Anh Tuấn Anh này, toàn những tay vợt đánh rất hay luôn. Đây là đôi trẻ nhá, đôi trẻ Bắc Ninh. Hay thế nhỉ. Cầu ngoài sân. Ok thì những tay vợt này đang sử dụng 88D và S. Và đang sử dụng quân can chống trơn của Quốc Hào nha. Ok, chào tất cả anh em nhá. Chào chị Ngọc. Ok mọi người nhá, đây cuốn đây nhá. Cuốn trống trơn đây. Chào 90 anh xem nhá. Em chào anh Oanh ạ. Chào 91 người xem, mỗi người chia sẻ video lên chợ cũng giúp em một lần đi. Đây nhá, giới thiệu mọi người, đây là cuốn cán trống trơn nhá. Đây là cuốn can chống trơn đặc trị môi tay nha. Độc quyền phân phối tại Quốc Học nha. Mọi người nha. Anh em nào mà đánh cầu mà tay ra mồ hôi nhiều á, cầm vợt trơn thì anh em mình mua ngay cuốn chống trơn này về nha, liên hệ. Cuốn chống trơn này xài êm và bền như cuốn Rolex nha. Mọi người nha. Và có tính năng chống trơn đặc trị môi tay nha. Các cao thủ vẫn đang sử dụng quân can chống trơn ở Quốc Học. Đây. Rất là êm luôn. Anh em nhá, anh em nào muốn sử dụng quân can chống trơn thì nhắn tin Quốc Học nha. Quân có 10.000 một cái thôi. Một hộp 480.000. Cầm êm như Rolex luôn nha. Mà chống trơn đặc trị môi tay luôn. Các cao thủ đang sử dụng nha. Nên là anh em nào mà mình chưa sử dụng, chưa trải nghiệm mình nhắn tin ngay cho học hỏi học học gửi tặng cho anh em nha. Và anh em mình về dùng thử nha. Nhớ anh em đánh cầu ạ. Chào 104 người anh xem. Giá 10.000 một chiếc rồi ạ. Giá 10.000 một chiếc rồi, một hộp 480.000. Cầm sướng lắm anh ơi, cầm êm và bền như cuốn Rolex nha, cuốn Rolex rất là đắt. Ok, mỗi người chia sẻ video giúp em một lần đi. Còn ai mà muốn mua quần cán chống trơn thì nhắn tin trực tiếp cho em nhá. Em đang phân phối độc quyền đấy.
quá hay. Của Tây Hưng còn quá khỏe. Ok, mỗi người chia sẻ video giúp em lên trận cầu lông một lần đi. Quá hay. Ok, các cao thủ đang sử dụng con cán chống trơn đặc trị mối tay. Chào du con ạ. Anh Nguyễn ơi, em sẽ có những phần quà tặng cho anh ạ. Một hộp 60 chiếc. Đây là cây vợt 88D nhá. Đây là cây vợt 88D nhá. Để em cuốn cán chống trơn lên cho anh em xem nhá. Hơn trăm người xem rồi. Quá hay, dạ vẫn còn đập cầu quá hay. Ok đây nha mọi người nha, đây ạ, đây là cây vợt 88D của em vừa mới cuốn cán trống trơn lên nhá mọi người nha, rất là êm luôn nhá, rất là êm, cầm rất là êm luôn đấy, cầm rất là êm và bền luôn, êm như cuốn tonic luôn nhá. Giá 10.000 thôi, nên anh em là chưa được sử dụng nhắn tin trực tiếp cho em nhá. Em đang phân phối độc quyền đấy. Còn cuốn cán chống trơn rất là êm, các cao thủ đang sử dụng. Bao nhiêu rồi đưa? Chào Văn Tiến nha, chào Vạn Hồng Linh, chào 75 người đang xem. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nha. Mọi người thích fanpage khoa học badminton giúp em nhá. Em sẽ hàng tuần em sau này em nghỉ hè rồi em sẽ đăng nhiều video dạy cầu lông trên đấy nhá. Anh em nhá. Anh em tìm cái fanpage khoa học badminton. Hè này nghỉ hè rồi em sẽ đăng nhiều video dạy cầu lông ở trên đấy, nên anh em thích trang đấy vui vẻ. Ok em chào anh Phạm Quang Chiến. Đây mọi người nhá. Nói chung là cuốn cán chống trơn nó rất là êm luôn nhá. Riêng cá nhân em thì cuốn cán chống trơn này nó rất là êm, êm và bền như cuốn Sonic luôn. Giá lại còn rẻ nữa, đặc trị được mối tay nữa, nên là anh em nào chưa sử dụng bao giờ thì nhắn. Vậy một lần sử dụng ngay nhá. Nhắn tin cho em phân phối độc quyền đấy.